sáng anh em nhá. Chúng tôi vừa hoàn thành lắp đặt Canvas 60 Kogamichi Sony trên cái màn hình zin 7 Fast Lux A bản base. Đây là cái cam bên sườn, cam bên gương, bên kia cũng vậy. Bây giờ mời anh em cùng trải nghiệm với chúng tôi. Đó, Canvas 60 Kogamichi chúng tôi trên cái màn hình zin 7 Fast Lux A 2.0. Ở đây chúng tôi đặt một cái phím chức năng ở đây nhé. Chúng ta muốn tắt thì chúng ta giữ cái tắt thì này. Bấm một cái thì sẽ lên cam trước, bấm cái nữa cam sau, bấm cái nữa hai đầu xe, bấm cái nữa nó nhận hai thân xe, bấm cái nữa thì nó trở lại cam trước. Bấm nhanh hai cái và hình ảnh 3D. Đó, nó lên sang hình ảnh 3D. Hình ảnh 3D này thì nó không được đẹp lắm như những cái loại khác, những hãng khác. Đó, mình bấm cái nữa thì nó sẽ xem hình ảnh trước. Bấm nhanh hai cái nữa, nó ra hình ảnh cam thường. Đó, bây giờ khi ta đi, ta xi nhan thì nó hiện cam bên trái này. Xi nhan bên phải hiện cam bên phải này. Đó. Anh em thấy là cái vạch này nó chuẩn. Vạch từ điểm cộng này đến bánh xe rồi nó rơi vào 15 phân để cho anh em tắp lại. Đấy. Bên này cũng vậy. Cái vạch đánh lái rất là chuẩn nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ trải nghiệm, tôi đi thử một đoạn anh em xem. Xe tôi còn chưa lắp gương. Đi bây giờ tôi hoàn toàn là anh em xem. Anh em nhìn thấy này, cái vạch bánh xe của mình nó kiểu như là đây, mình có thể nhìn được chém xe mình có chém vào ấy không, có chém vào cái lề đường hay không. Đấy, rất là sát đúng không? Chế độ này thì mình chỉ có hai cái đầu xe. Thì ví dụ hôm trước thì có hai xe ở độ mình đi qua rất là khó, có lúc mình nhìn được hai cái đầu xe. SK Việt Nam chúng tôi là đơn vị nghiên cứu và lắp đặt, chuyên nghiên cứu lắp đặt cái Canvas 60 trên màn hình zin 7 Fast Lux A và Lux A. Anh em nào có nhu cầu liên hệ ngay SK Việt Nam nhé, 0911341143. Anh em đại lý nào có nhu cầu thì hãy liên hệ chúng tôi để chúng tôi chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ lắp đặt. Chào anh em.